Kinh Địa Tạng nói rằng nếu tụng năm cái chữ của cái kinh đó thôi á thì nó có cái hiệu nghiệm, nó có cái hiệu nghiệm. Cái hiệu nghiệm là gì? Hiệu nghiệm là nó có thể phá cái năm cái loại phiền não mà mình đang trụ, mà mình thường trụ. Thứ nhất, kiến ái trụ phiền não. Tại vì con người mình thường thường có nhiều cái kiến, có những cái thành kiến. Mình thường thường gọi là thành kiến, người Việt Nam mình gọi là thành kiến. Thì thiệt ra cái thành kiến là chuyện nó nặng. Thiệt ra cái bên Phật giáo cái chuyện rất thông thường là có những cái kiến, cách nhìn của mình ra ngoài á, kiến. Tuần trước mình nói ngủ cái kiến hoặc là tại vì mình nhìn ra ngoài từ trong cái cá nhân mình á, mình nhìn ra ngoài á và cái thế giới á, cuộc đời mình có những cái cách nhìn, có những cách nhìn nó làm cho mình, nên mình là cho mình, tâm mình nó hồ đồ. Ok, bởi vì con người mình khi mình nhìn ra mấy con mắt mà nó bị thiếu sáng suốt. Và nhất là vì có những cái kiến cách nhìn như vậy thì có cái sự mình chấp trước vào cái mình thấy, mình thích, mình thương cái mình thấy, và mình thương người, thương súc vật. Thì cái ái đó, cái tình yêu đó là mà mình nó làm cho mình mà bị thiếu sáng suốt. Thành cái kinh này nó giúp mình phá cái loại phiền não đó. Cái đại thừa là như là một cái những cái tôn giáo mà có thể nói là duy nhất mà dám khẳng nhận rằng ra là mình nên đề phòng cái chuyện yêu với thương. Nhất là chúng mình là người Á Đông theo cái Phật giáo được truyền vào phương Tây này. Rồi tôi thấy các thầy các cô bắt đầu giảng pháp á, để thu hút được người Tây phương á, bắt đầu có vẻ chấp nhận là cái chuyện khuyến khích cái chuyện yêu thương là chuyện thông thường của cuộc đời. Tôi nghĩ như vậy nó hơi như vậy cho mình thấy rằng cái người giảng nó hơi thiếu sáng suốt một tí. Ok, tôi chưa phá qua được cái chấp trước của cái tình thương với tình với cái kiến hoặc đó. Thành đối với cá nhân tôi những cái người mà có sự thành công không phải người Việt Nam không, mà người Tàu cũng vậy. Tôi thấy cái đó nhiều lắm. Ta nói bàn tán những cái chuyện thương yêu tình thương này nọ thì họ có thể nhiều người thích tới nghe giảng, họ nghĩ cái đó là họ giúp cho Phật giáo Việt Nam. Đối với chúng tôi, đối với cá nhân tôi coi đó là chả có lợi cho Phật giáo hết, tại vì nó không hoàn toàn đúng với sự thật. Cái Phật giáo mình là cái Phật giáo là cái giáo lý của sự thật, mình có gì mình nói đấy, không cần phải nói quanh có con. Lần đầu người ta không thích, ta nghe người ta không thích, để từ từ ta thấy được cái sự thật thì ta sẽ trở lại với mình. Trong việc tu hành mình quan trọng nhất là chịu nói với mình, phải thành, phải chân chính với chính mình là cái đó quan trọng nhất. Chứ đừng nói vì cái chủ nghĩa mà nó là tại vì mình phải hoằng dương Phật pháp, thành mình dùng cái phương tiện để mình nói tầm bậy tầm bạ để mà thu hút người ta tới nghe Phật giáo, thì cái nghĩ cái đó hơi tầm bậy. Cái chỗ mình ở hoặc là cái dục giới, ok, ở đây á, là mình đeo đuổi cái dục vọng của mình. Cái tình yêu á, là một cái loại dục vọng mà nó nặng mà nó thâm sâu hơn. Chuyện rất thông thường á, người ta khi tình yêu á, yêu rất nồng nàn, rất say đắm, rồi cũng không bao lâu nữa thì bắt đầu hận thù cũng rất là căm hờn, nó rất nặng nề. Cái yêu với hận nó hình như nó đi đôi với nhau. Cần yêu chừng nào, cần yêu nặng chừng nào, cần yêu mà thấm thía chừng nào thì cái sự hận thù nó càng nặng chừng đấy. Nên tôi không biết cái vì sao nhé, tôi biết là cá nhân tôi đã từng thương yêu bà vợ cũ tôi, xong rồi thương dễ sợ, xong rồi trong thời gian rồi bỗng nhiên có sự hận thù, ghét dễ sợ, muốn lấy cái nhẫn đang nhẫn mà đi đốt, đánh cho nó nát luôn.
Tôi biết cái cá nhân tôi biết rõ ràng là cái tình yêu và là cái hận thù nó đi song song nhỉ. Cái đó là sự thật của cái cuộc đời của mình. Okay. Có một cái loại phiền não, sắc ái trụ phiền não. Mình thấy cái sắc mà mình mê cái sắc. Mê cái sắc. Okay. Mình phải nói chuyện những người mà đàn ông đẹp trai đó, ok. Hoặc mấy người lực sĩ mà trông ngon lành như vậy đó. Cái này là không phải riêng những cái khoải mình dục giới mà cái này nó chuyên môn nó nói về chính nó nói cái phần này cái phiền não của những người trong khoải sắc giới. Chẳng hạn như quý vị những người đã được tôi chứng nhận là từ sơ thiền tới tứ thiền rồi. Quý vị vẫn còn trong sắc giới. Quý vị đang kẹt vào cái sắc, cái lồng của sắc. À, khi mà chưa tu thì ở dục giới thì sung sướng chạy theo dục vọng. Mà khi được đắc sơ thiền một cái, nó bắt đầu kẹt vào cái sắc. Và đó là bên Phật giáo gọi là cái lồng của sắc đó. Sắc là cái gì? Ai biết sắc là cái gì? Có ý kiến gì khác không? Cái này nó quan trọng tại quý vị những người đang còn trong sắc giới đó, từ sơ thiền trước tứ thiền đó, okay. Thì cái loại chấp trước rất là nặng, okay. Thành phải chú ý tới cái này, okay. Với những người những thầy những cô đó mà đang cần hướng dẫn Phật tử đó, hay người học trò để tu luyện thiền đó, phải hiểu là người học trò đang kẹt chỗ nào. Okay. Nếu quý vị thấy được học trò đang ở trong sắc giới thì phải hiểu là họ đang kẹt ở trong những cái trạng thái này. Bởi vì khi mình dạy á, thì mình phải có cái khả năng mình nhìn thấy được cái học trò mình ở cái trình độ nào, mình mới giúp học trò gỡ được. Đó là cái bổn phận của người thiền tri thức người thầy. Người thầy mà không thấy được học trò, người thầy không thể giúp được học trò. Và nếu người thầy mà không nhìn thấy được cái trình độ của người học trò, người thầy là học trò không được. Nên người thầy còn sột. Mấy người đi kiếm thầy họ nghèo nàn, quý vị biết không? Kiếm thầy kiếm gì? Bác kiếm thầy gì bác? Bác kiếm thầy nào có chùa lớn mà bác đẹp hơn, sang hơn, giàu hơn, cái chùa Tây Lai Tự nó đẹp hơn. Nó lái mấy ông thầy mấy cô lái bằng xe Mercedes không à? Rồi tôi lái xe toàn xe cũ không à? Mấy cái xe cũ nào nó ở đi cả mấy tháng trời rồi. Chùa của nghèo, mấy người nghèo tao có chỗ, tao thảy cái xe cũ đây, cái chùa nó nhận mấy cái chỗ cũ như vậy đó, nó ấy tồi tệ như vậy đó. Phải kiếm mấy chỗ chùa cho sang, mấy thầy thì có thể mấy thầy ăn mặc cho sang trọng, lái xe cho ngon lành, ăn uống cho sung sướng. Hoặc là mấy người có mà trí thức hơn một tí thì kiếm mấy thầy cái gì, mấy thầy có đi bao nhiêu cuốn sách. Okay. Cái trong phong trào rất nhiều, quý vị biết không? Là nếu như quý vị muốn xây chùa, phiên dịch sách ra, in vài cuốn sách tự động có cái chùa ngay. Tại sao vậy? Chuyện in kinh điển chuyện rất là đại phước. Tôi thấy mấy thầy lúc trước mà nghèo nàn tự nhiên bắt đầu chuyển qua là in kinh điển nào tự động từ người nào có chùa hết rồi. Tôi biết chắc mấy người mà giúp ấn tống mấy kinh cũng phước rất là lớn. Có nhiều người đi kiếm thầy bằng cách là nhìn qua thử ông thầy nó biên bao nhiêu cuốn kinh rồi. Hoặc là dịch bao nhiêu kinh rồi. Ví dụ như quý vị biết mấy cái thao rất thông thường bây giờ trong mấy mà nhà sư mà giàu bên Đài Loan ta mướn mấy thầy mấy giáo sư đại học giảng mấy kinh xong rồi để tên của mấy ông pháp sư đó vào. Quý vị có biết vậy đó. Tôi biết một người đại sư mà rất nổi tiếng ở Đài Loan và ở đây nữa là làm chuyện đó. Lúc mà tôi mới xuất gia làm sa di thì ngày tiến hóa ngày qua đời tôi đi kiếm thầy. Hồi đó tôi mới bơ vơ, mấy sư huynh tôi thì cũng xem dạy tôi, nói cái thằng này nó vừa ngạo mà vừa dốt nữa, dạy nó chi phí bây giờ. Mấy thầy mấy cô không dạy tôi, tại nên tôi bơ vơ tôi đi kiếm thầy. Là tôi mới quyết định đi kiếm thầy khác, tại vì ông thầy ông tiến hóa ông thầy tôi á, tôi bỏ cuộc đời của tôi để theo học, ông bỏ tôi ông đi, là tôi phải kiếm thầy khác. Hồi đó tôi gặp ông thiền sư này, thiền sư Việt Nam. Okay. Ông thiền sư này, ông phiên dịch ra mấy sách thiền,
hơn 20 cuốn sách rất nổi tiếng. Ông không có giảng thiền, ông chỉ dịch cái sách thiền thôi. Quý vị có hiểu, nếu quý vị có sức thì dạy thiền, giảng thiền. Nếu quý vị mà chưa đủ sức lắm thì dám bỏ công ra mà dịch một cuốn sách thiền là trình độ quý vị rất rất là giỏi. Tại dám dịch ra cái ngụ ý của mấy cái thiền sư mà đâu phải chuyện dễ mà. Cái ông thiền sư này, ông dịch 20 mấy cuốn sách, toàn là mấy đại sư bên thiền, mấy toàn mấy thiền sư nổi tiếng ở Tàu phải không? Ông này ông gốc người Tàu. Ok, nói tiếng Việt. Tôi nể ông dễ sợ. Tôi nói chắc ông này ông thầy của tôi đây. Tôi mừng dễ sợ. Okay. Tại vì gặp một người mà dám dịch ra 20 mấy cuốn sách về thiền luôn. À, đọc 20 mấy cuốn sách đó thỉnh hết, đọc không hiểu gì hết, mình còn sợ hơn nữa. Hồi đó cũng hên, tại vì không có bỏ vạc vật cành ra đi mà qua cái chùa ông, tại ông có cái chùa cũng lớn, cũng nổi tiếng vậy. Sợ sau tôi mới hiểu rằng, mấy năm sau tôi mới hiểu rằng là cái ông này ông tầm bậy. Bên Việt Nam mình có nhiều giáo sư chuyên môn dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Thành biết ngày sau tôi mới nghe người ta đồn rằng á, là cái ông thiền sư này mướn mấy người ở Việt Nam dịch ra, trả tiền người ta dịch ra, rồi để cái tên ông in ra, đem về để in. Tôi dịch ra, tôi tác giả những cuốn sách này. Bởi cái người ta bị chấp cái tướng gì, tôi nói tướng gì, chấp với cái tướng là mình có cái khả năng làm, okay. Mà chấp tướng nó gọi là cái sắc đó. Okay. À, sắc là cái gì? Ước. Không biết. Có những người tôi giúp thoát từ cái lồng sắt, cái lồng sắt, xong nhiên ủa xong rồi, xong giờ tôi hỏi làm sao việc thoát được cái lồng sắt không phải là dễ. Okay. Học trò tôi á vào cái vô sắc giới nhiều lắm, rất là nhiều. Okay. Mà tôi trong quá khứ tôi chưa hỏi, tôi chắc chắn cái gì tôi hỏi bất cứ người nào hiểu tại sao mà thoát được. Okay. Không ai biết gì hết. Bây giờ tôi tà, thầy dạy tà thôi. Chừng nào thầy hứng thầy mới giảng. Thầy đâu quan trọng, cái gì đâu cần biết đâu. Cái gì chỉ lo vui chơi thôi mà. Thầy cứ làm cho xong cho tôi. Đừng làm phiền tôi. Để đừng làm tôi bận tâm với cái chuyện đắt nhắc nó làm cái gì. Đúng không? Đó là cái quyền lợi cái gì. Cái gì muốn như vậy cũng được. Không sao ấy. Khổ là sao? Mình đi ra thì mình cũng vô lại cũng được. Yeah. À đó, tôi mới câu khách được. Thành tôi bây giờ tôi mới giảng cái vị biết là mặc dù cái vị thoát được, một số cái vị đã thoát được cái lồng sắt rồi. Nhưng đều tại vì không biết cái lồng sắt nó ở đâu. Thành cứ đi vô đi ra hoài mà không biết chuyện đó. Ráng mà chịu. Có nhiều đệ tử tôi là tới được cái phi tưởng định đó. Nhiều lắm. Thông tới họ mới nói ôi tới cái chỗ này quý quá, cái chỗ này cao nhất rồi đó, tôi không cần muốn đi hơn xa nữa đâu, đi hơn xa chỉ cho mệt. Bây giờ thôi cảm ơn thầy, thôi để tôi tự túc được rồi. Họ không biết rằng họ làm như vậy họ bị kẹt vào mấy cái cảnh giới thấp hơn mà không biết. Giờ sắc là gì, nói cách khác mặc dù quý vị có trình độ cao nhưng đều vì không biết, vì vô ý, thành vẫn bị lọt vào cái bẫy như thường. Cuộc sống mình như vậy đó, nó lên nó xuống, nó xuống, nó lên nó xuống. Ráng mà chịu. Ông này ông nói là ông để ý rằng là ông theo ông hiểu, nếu ông chú tâm vào cái đan điền là ông thoát được cái đó. Tại ông để ý ông khi ông chú tâm đan điền, cách luyện võ ở đây chúng tôi dạy nữa, chú tâm vào đan điền thì đan điền như vậy, chú tâm đan điền như vậy mình thoát được cái lồng sắt. Rồi khi mình bắt đầu mình nhìn ở ngoài, bỗng nhiên bị cuốn vào lại, bị kéo vào lại, thì người ta đang mở cửa, mở cái lồng ra để dù mình vào. Ok, thì ông này nếu ông chỉ cần để chú tâm vào cái đan điền, tự động mình thoát lại, mình không bị kéo vào. Cái này nó là công phu thiệt sự đó. Ông là lâu năm ông theo tụi tôi lâu năm ông mới thấy được cái đó đó. Okay. Tôi dạy cái gì là cách thoát thôi, không cần biết mình sẽ thoát thôi. Đừng bị nó kéo. Cái khác biệt từ đó, chỗ đó là nó, người ta có thể dạy cái việc là về cái sắc, có thể dạy cái việc về được cái giáo lý này,
cái phương pháp này, cái phân biệt giữa giữa những cái hiểu biết này, nhưng đều không ai dạy cái gì được cái phương pháp để mà thoát. Cái đó là có thầy mới dạy được thôi. Cái đó là thiền đó. Không có phương pháp đó mà bị kẹt hoài. Biết là biết thôi chứ vẫn bị kẹt nữa. Bây giờ sắc là gì? Cái sắc nó có vài cái khía cạnh mà mới nói đó. Có một cái hình tướng. Cái hình tướng. Hình tướng. Okay. Thứ nhiên là gì? Những có vẻ nó có cái chất, có thể chất của nó, cái gì nó có thật ở trong, nó có vẻ có cái gì ở trong. Mình nhìn vào cái gì đó mình thấy, chẳng hạn như nhìn một người á, mình thấy là người ta có cái hình như có thịt này, có da này, có xương này, ok, có huyết này, cái đó là có vẻ nó có cái thể chất của nó, ok, cái đó nó có chất đặc ở trong, cái sắc nó có chất đặc ở trong, nó có cái thể chất ở trong. Okay. À, những cái vị người nào thích cái hình cái tượng của ngài Vira Bồ Tát này, ai thích cái đó, ai thích à, sắc là như vậy đó, nó có cái hình tướng và nó có cái thể chất ở trong, thế tất nhiên nó có gì rỗng chứ không phải là rỗng. Cái phần thứ ba là gì? Nó cản trở, nó chướng ngại. Chẳng như một khi mà quý vị nhìn cái tượng này rồi thì không thể nhìn được tới phía sau được, bị che lấp, phía sau nó bị che lấp. Sắc là như vậy. Thành ra quý vị, người nào mà bị chấp vào cái sắc là chấp vào ba cái khía cạnh đó, chưa nói tới cái ngã quý vị nghe. Tôi chỉ nói là khi quý vị nhìn ra ngoài đó, mình nhìn ra ngoài mình chấp vào những cái sắc ở ngoài đó. Ngồi mà thiền đó, đang chú tâm hay đang điền, okay. Một cái vòng tưởng nó nhảy lên, okay. Cái vòng tưởng nó nhảy lên mà nó có cái hình tướng của cái sắc đó, thì mình nó còn kẹt, bị đơn vị vẫn còn kẹt ở chỗ đó, nó chỗ kẹt của mình. Mới dạng cái việc cái tu đó. Mình thoát bằng cách nào? Mình thoát bằng cách mình không có chụp nữa. Nó tới mình không có chụp nữa. Nghe không xong? Nó tới, không được chụp. Chỉ nhìn nó thôi. Đừng có chạy theo nữa. Nghe không cô còn được, không được chạy theo. Nó chạy lên, nó nhảy lên cho nó nhảy lên. Nó đi ngang cho đến ngang. Giống như chẳng như bên Âu Châu tôi có mấy cái trận bóng cầu, tôi có mấy người chuyên môn thảy áo quần ra thảy quạch đi. Họ thích lại mấy chuyện đó. Họ chạy, một đó, tự động đó, kể cho nó chạy thôi, đừng chạy theo nó. Rồi có người sẽ chụp nó, núm cổ nó, vứt nó ra ngoài. Họ tự động sẽ được giải thoát, mình cần làm gì hết. Thoát bằng cách đó. Nghe có hiểu không? Nó chạy không được chạy theo, nó lên, nó tới, mình được chạy theo nó. Cần phải dạy quý vị nhiều quá, không đủ thời giờ mà dạy. Có ai đọc được cái lời tôi mới chuyện giáo huấn vừa rồi đó ở đâu không? Cô đọc được ở đâu không? Ai dạy như vậy chưa? Có ai mọc sách không? Bởi vậy tôi nói cho quý vị nghe, lần đầu tiên tôi nói nghe cho rõ ràng, tại vì mình đọc sách cũng được, không có sách mà mình nói mấy chuyện này. Lâu lâu tôi nói chuyện mấy thầy nói chuyện chơi cho vui vậy thôi, chứ còn lâu lâu tôi nói như này có nhiều cái mà không biên trên sách được. Không bao giờ biên trên sách được. Có người chỉ cho mà làm, cần phải biết khiêm tốn, phải biết kiếm thầy, đừng tưởng mình giỏi. Vì phải nhớ như vậy. Cuộc đời tôi như vậy, tôi đi tu như vậy, tôi kiếm người nào mà có, tôi nghĩ là có trí tuệ hơn tôi lại tới, tôi sẵn sàng quỳ lại để người ta giúp phá cái lớp vô minh trước mắt mà tôi thấy không được. Đừng có tưởng tới nó thầy tôi giỏi, sợ tôi là quá thông minh, tôi quá đặc biệt, ok. Nếu người thầy nào mà nhìn quý vị như vậy, người đó không phải là thầy quý vị. Phải
biết khiêm tốn. Quý vị vô, cái vô minh của mình dễ sợ, cách nào mình thấy được hết. Cái vô minh phải có người giúp mình, không phải là dễ đâu. Xứ này không phải như vậy sao? Mình làm việc cực khổ mà, khi quý vị làm việc cực khổ, làm ra tiền, làm ra của cải, xong biết vào chùa nó, bây giờ tôi là người thành công trong trong cái xã hội đó, bây giờ thầy với cô phục vụ cho tôi, ha, giải quyết những nhu cầu của tôi. Okay. Người nào thầy cô mà sẵn sàng làm chuyện đó, mấy người đó không đủ khả năng giúp vị phá cái khóa qua cái vô minh của vị. Cái đó phải ngược lại, quý vị phải thỉnh giáo, chứ đừng có tưởng là nó mấy thầy với cô phải phục vụ cho quý vị. Nhớ không, trước khi mình bắt đầu chuyện chiều này mình làm gì? Mình thỉnh pháp. Không thỉnh pháp cũng vậy, mua không được. Ai thắc mắc gì không? Phần thứ tư, ngày hôm nay bồ nhiên ngồi hướng nói hơi sâu một tí. Thường thường tôi nói mấy chuyện này tại vì quý vị đã biết hết rồi mà đâu cần tôi giảng đâu. Cái phiền não mà đang bị kẹt vào cái ngũ sắc giới, mấy cái người này đang kẹt vào cái không, có thấy được cái không? Có thấy được cái không? Cái không nó hay, cái không nó tuyệt diệu. Thứ năm là cái phiền não mà về cái vô minh, mà ở trong vô minh. Cái này là tệ hại nhất, cái này là nguy hiểm nhất, cái này là kinh khủng nhất. Cái vô minh đó, cái vô minh của mình đó, nó rất là tế nhị. Mình thấy được những cách nào mình thấy được, cái vô minh nó tế nhị đến cái độ mà mình bị kẹt vào. Mình không biết là lúc nào mình bị kẹt, mà tại sao mình bị kẹt, mình kẹt chỗ nào, mình cách nào mình biết được, dễ sợ như vậy. Cái này là cái vấn đề của ai nè? Quý Bồ Tát kẹt ở chỗ này, dễ sợ, kẹt dễ sợ. Thành cái gì quý biết không? Nếu người Bồ Tát mà có trí huệ á, ta được dạy đàng hoàng á, vẫn cũng như vậy đó. Gặp người một cái là lạy xuống, là thầy dạy giùm con, giúp đỡ con phá cái vô minh của con. Nếu Bồ Tát mà dạy được dạy đàng hoàng sẽ biết làm như vậy. Đừng tưởng mình giỏi, Bồ Tát cũng bị vô minh vẫn cần, mà cần Phật giúp, dễ sợ như vậy. Phật phải tới giúp. Để nhớ lại ha, không có thỉnh á, Bồ Tát không thỉnh á thì Bồ Tát không được, phải biết thỉnh. Phiền mà bạn ha, tu tưởng tu mình niệm Phật không hả? Niệm Phật không cũng tới, okay, cũng tới. Nhưng điều nếu mình hiểu, mình nghe pháp á, mình tới đó lẹ hết, chứ không cần biết gì hết á. Cứ chú tâm vào cái đăng điền á là nó sẽ tới đó. Lý do mà học trò tôi tiến bộ lẹ tại vì họ thấy cái cảnh giới, họ biết cái phương pháp là tới lẹ hơn. Còn nếu không biết gì hết á mà đủ phước á, tự động niệm tự động sẽ tới, hơi chậm đó, có chừng 30 triệu kiếp nữa thì tới. Tại sao như vậy? Nếu như không được, không có thầy á, thì mình tu phải tu lâu hơn. Tại sao? Trong thời gian tu mình như vậy, mình làm gì? Mình tích tụ cái phước của mình. Đời đời kiếp kiếp mình tích tụ phước, khi nào đủ phước rồi, bỗng nhiên mình sẽ phá được. Nghe có rõ không? Ngược lại, quý vị tới chùa này, tôi nói là gì, tôi nói làm gì? Tới chùa này chúng tôi nói sao? Chủ trương như thôi nè, làm việc đi, tập lập công đức đi. Okay. Lập công đức để làm gì? Đó. Có công đức đó, thì giúp phá nó còn lại hơn tí. Có công đức mà nghe một cái hiểu là biết làm ngay lập tức. Còn ngược lại, nếu quý vị được cái sự chỉ dẫn, nếu không có công đức thì làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe lỗ tai này, nó ra lỗ tai kia ngay lập tức, không có hấp thụ được.
Đây là những bài học của tôi học từ rất là kỳ lạ. Tôi học từ ngài Tiến Hóa đó, mấy cái đạo tràng ngài Tiến Hóa đó, tới mấy chùa đó làm việc. Bây giờ tôi mới hiểu anh. À, thành bởi thời buổi này tôi cũng không có ngần ngại gì mà hỏi học trò tôi phải làm việc hết. Ai thắc mắc gì không? Okay. Nếu quý vị phá được cái năm cái loại trụ này, cái trụ phiền não này, là thoát được phá được năm cái trụ này, ngũ trụ phiền não này, thì thoát được ngũ đạo, thoát cái vòng luân hồi cách này đó. Ai thắc mắc gì không? Hơn nữa cái năm cái chữ của cái kinh đó thì giúp cho mình, có thể giúp cho mình tăng trưởng cái ngũ căn. Ngũ căn là cái gì? Tín căn, xong rồi tiếng căn, xong rồi niệm căn, định căn, bộ hệ căn, cần năm cái đó. Từ cái ngũ căn đó, nó tự động nó thành biến thành ngũ lực, tức là tín lực, tiếng lực, niệm lực, định lực và huệ lực. 791, tấm 791. Hoặc là cũng có thể cái kinh, có thể năm chữ cuối kinh này có thể giúp mình thành tựu ngũ phần pháp thân. Ngũ phần pháp thân là gì? Giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. 40 năm là gì? Nó khác nhau chỗ nào? Cái thứ tư giải thoát có nghĩa là mình thoát được rồi. Mình thoát được. Mình chạy ra, mình sống chuồng rồi. Cái thứ năm có nghĩa là mình sống chuồng, như đều cái tư tưởng, cái tri kiến mình biết đó, để giúp mình thoát được đó, mình cũng thoát luôn cái đó nữa, mình không bị kẹt cái đó luôn nữa. Phải hiểu rằng cái gì quý vị học đó, để học cái pháp lý, giáo lý giúp quý vị được đắc được cái sự giải thoát, chà như đắc được tới A-la-hán quả. Nhưng đều cái A-la-hán quả đó, cái sự giải thoát đó nó vừa trong những cái giáo lý mà quý vị hiểu được, thành trong cái giải thoát đó nó bị kẹt trong những cái giáo lý đó, vẫn còn chấp được cái giáo lý mới thoát được. Nói cách khác là mình, khi mình thoát được rồi, mình thoát là nhờ những cái phương pháp thoát đó, những cái giáo lý mình thoát được, thì trình độ sau là mình phải vứt luôn những giáo lý đó luôn để thoát cái trình độ cái vòng sau, là không được chấp vào cái gì hết. Cái giải thoát nó đi từng lớp á, chứ không phải giải thoát là giải thoát cái ruột cái đâu, không, nó từng lớp. Ai thắc mắc gì không? Có ai buồn ngủ không? Có ai tỉnh không? Không ai thắc mắc gì hết. Cái lực của kinh này bất khả tư nghị. Nghe một cái câu thơ thôi, hoặc là một cái hàng thôi của cái giáo lý của cái kinh này á, thì có thể đem tới cái sự tột cùng an lạc. Có ai thấy được cái đó chưa? Có ai bây giờ nghe đọc một kinh mà thấy con người nó lâng lâng sướng sướng không, an lạc không? Có cái gì có biết không? Đọc cái kinh thôi mà chú tâm đọc được cái an lạc ngay lập tức. Ông này là quá thông minh, thành ra ông tài dễ sợ, người thông minh mà vừa tụng kinh, vừa niệm Phật, vừa ngồi tính toán về chuyện đầu tư nhà cửa ra sao, rồi tính toán chuyện công việc sợ làm 3-4 chuyện làm một lúc đều làm được hết, giỏi không thể tưởng được, multitasking. Cái đó xã hội mình rất là khuyến khích cái chuyện đó. Oops. Ông này ông đùa. Tôi nói là mình vừa quay TV, mình nghe radio, mình vừa nói chuyện với bà xã, mình vừa lái xe một lúc luôn. Mới giỏi đó, đúng không? Không biết rằng mình chỉ cần nhất tâm làm một chuyện thôi là được an lạc ngay lập tức. Đừng chạy đâu xa hết.
rồi trong tương lai, trong cuộc đời sau, thì cái tướng tướng mạo của mình là đoan trang, sinh trưởng vào cái dòng dõi gia đình tôn quý và giàu có. Thành ra nói cái chuyện, đừng có nói chuyện xa vời nhé. Ngày hôm nay cái vị ngồi chiều nay mà bác tới bác nghe cái câu cái tấm này thôi đó, tấm 792, nhớ thôi 792 đó, là bác trồng cái nhân để sau này được an lạc và được giàu có. Nhớ nghe nó nhau sau an lạc giàu có, nhớ ông Vịnh Hóa nghe bác mới tới. Nhớ là sau giàu nhớ tôi nghe. Tới cúng chùa cho tôi. Có chuyện đùa đó nghe. Rồi hôm nay quý vị trồng cái nhân đó rồi đó, tất cả quý vị trồng cái nhân đó rồi đó, làm sao mà nhớ ơn tôi đó, phải nhớ trả lại cái ân tình này nghe chưa. Ngày nãy thầy mới nói tình thương với nhau. 797. Lúc ấy Phổ Quảng Bồ Tát nghe Đức Phật Như Lai xưng dương và tán thán Địa Tạng Bồ Tát rồi quy xuống chắp tay mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu rồi con đã biết vị đại sĩ này có bất khả tư nghị thần lực và đại thể nguyện lực như thế, nhưng vì muốn vị lai chúng sanh biết những ích lợi mà đã thỉnh vấn Như Lai, con xin cung kính tiếp nhận những lời Đức Thế Tôn huấn dụ. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này gọi là gì và dạy chúng con truyền bá như thế nào? Kẻ quỳ xuống, cái hồ quỳ là mình quỳ, mình để một người quỳ ngồi xuống, xong ngồi trên một cái chân để xuống, xong ngồi trên cái chân đó. Sư cô bị diễn cái bên phía Nguyên Thủy ta quỳ hay sao? Cái cô tóc này cô biết mà, cô Nguyên Thủy tới mà. Hồ quỳ là sao? Ngồi lên trên. Cô này cái Nguyên Thủy cô này dở quá. Cô Văn Hạnh sao? Cô biết hồ quỳ là ngồi sao? Ai biết không? Mấy cái phía như Miến Điện, Thái Lan người ta ngồi ta quỳ như vậy nè. Cái thế này á, mình ngồi mình quỳ như vậy thì mặc dầu nó không có được thoải mái, cái chân nó hơi đau một tí, ngồi quỳ lâu không được, nhưng đều cái thế đó nó vững, mình không bị được đẩy lui tới. Cái thế sau này, cái trường quỳ này, mình bị lui tới như vậy. Okay. Thằng bên cái phía mà bên phía Á Châu mình á, phía Tây Lan, Tích Lan với là Miến Điện với là Thái Lan này nọ thì ta quỳ như vậy. Rồi họ mà khi mà họ gặp mấy người xuất gia đó, thì tụi con có một cái đệ tử mà họ bà có cái phòng bà dạy học trò bà, thành bà mới thỉnh tôi tới nhà bà để dạy, dùng cái phòng đó để mà dạy thiền, rồi đó ở gần nhà. Thành ra cuối tuần thỉnh tôi qua bên kia để dạy thiền cho nó rộng hơn, nó rộng rãi hơn một tí. Cái phòng khách ngày kia một cái người anh em bà con chú bác cô này
mình tận lực giúp chúng sanh, hoặc là
biết hết cái mình nó có cái đồ nó bỏ nè cái cô đó mà mình thấy nó mình cô mẹ mình thích cô đó cô thương tôi thương nhá mình biết đấy bắt cái gì nó tỉnh tỉnh mình sao mình nó thương mình chỉ muốn cô thương thì không còn cô chỉ biết tâm cái tâm mình biết cô là không phải thương mình mình để nó rồi theo cái ý mình nghe nó ve thù lắm, cô quỷ này và nó đọc ý mình muốn gì nó nói thôi, nghe ve thù lắm, tổng muốn gì nói thì dù thế nào, sau đấy cái tuổi mà mấy tuổi như là mấy con đá mấy con bì nó bị tội sợ nó nghĩ tôi nghĩ đấy tôi nhìn biết hơn người ta, tội không biết được, quỷ này tôi nói sợ là buổi trưa ông ngủ xuống quay đi nó bốc nó quay lên đầu đứng quay trả lời cái câu hỏi là nó cứ tự động nó dài không hay đó cái là sao lại chuyện lên đầu này mình đợi đêm tối mới có hiểu gì có đâu ngày đêm đó ông nói là biết ông tin gì không phải không ông nói là mấy người là con duyên của quỷ hồi trước á ông bồ của thằng em tôi mà nó em tôi học đại học hành con bồ miền tám rồi tới nhà tôi chơi cái thằng nó đem đầu thai nó cho con nhỏ chơi nhưng mà nó xịt quá lắm nó về con nó chết ngồi lên lên nó lên đầu năm ngày liên tiếp tới thăm nó biết gì ra đem thằng nghe tôi tới thăm gì ra năm ngày nó nhớ mình chơi bộ nó tới thăm năm ngày liên tiếp okay. Không có liên lạc hết nó nhớ nó tới nó bỏ cửa ra trong nhà tôi ở cô mở cửa ra mặc những cái ma vậy mặc cái quần nè nắm ngày thứ nhất ở với con ma nhưng làm gì hai cái tuổi mấy tuổi nó theo mấy em mình bảy mình bà nó là quỷ nó là tại sao quỷ mấy tuổi huyền bí cái tuổi nọ chuyên môn làm cái đầu nọ nó bị mà chuyện của mình chuyện chọc mấy quỷ chuyện cái rồi đi nữa không tương lai nữa không sao mình tuần nào cũng lô xô cũng nói dài nói dòng hoài những ngày nào tuần nào cũng giải kinh được những cái tưởng giả chuyện quan trọng hết thì đâu đâu mà bắt đầu sẽ tiêu mại cũng được đi vào lúc đấy thì tạm một tác ma ta tạo được thế cổ còn thấy người chim phù đề gửi tâm đầu niệm còn là tạo nghiệp bỏ việc tốt đã được đa phần luôn thối tâm trí ban đầu nếu gặp tham duyên tội lỗi niềm tham giả ta có theo cái vụ mà đạo không
chọn người từ đường mình chọn cái mình làm nó thích thú nữa, cử tâm đầu niệm nó cứ tâm tâm cái đó, tâm cái thì nó tạo dễ sợ tin được không hả? Tại sao mà tạo tạo nghiệp? Tại vì phần lớn tất cả những tư tưởng tạo ra nó nên nó từ từ cái lòng tham, từ từ cái dục vọng của mình, từ cái sự ghen tức, từ cái sự muốn làm chướng ngại người ta và tạo cái sự đạo đạo của mình. Có cách nào mình tạo cái tư tưởng mà nó không do từ cái sự tham sân si mà ghen tức và đặc biệt là chướng ngại người ta, đạo đạo người ta? Tôi không biết, tại tôi biết nhiều trước giờ tôi chưa bao giờ làm được, không biết được. Vì theo lý thuyết á thì có thể làm được, nhưng rõ là nói là cái làm như thế nào thì làm thì chưa làm được, không tin được. Bây giờ ông ai nói bây giờ mình định à, mình có cần tu định cho mình tư tưởng những con bây giờ thì bị thế cái chùa này cứ nói như nói chuyện thôi, lâu tu thiền định các ý nghĩa giải thoát được hay tư định được không, có định được giải thoát được à, trong cái trong cái chánh định này. Trong cái chánh thì cái tư tưởng nó không còn lại, chúng ta biết một tài một tư tưởng mà không chạy lên được à, mới nói cái chuyện là tư tưởng chính đáng là sao. Cái tư tưởng chính đáng là sao? Tư tưởng mà biết kính trọng cái người này không này, mà muốn cái tư tưởng mà muốn giúp người thua này, đó là tư tưởng chính đáng. Hỏi là cao biết ai hơn mình làm sao biết người ta hơn mình về đức đó, làm sao biết người ta hơn mình, sao người ta hơn mình nhìn ta sẽ biết người ta hơn mình. Mình cứ nói họ ai cứ coi ai hơn mình đi, họ đều hơn mình hết đúng không? Đúng không? Chúng sanh nào, okay. Tôi cam đoan với quý vị rằng người nào cũng có thể làm quý vị hơn quý vị, là có gì đó hay hơn. Nếu như mình thấy được như vậy, mình có vấn đề. Cái người có vấn đề là người mất thông thường, hoàn toàn vấn đề. Nên người mất thông thường là chốt. Những người như vậy, tôi quan người đã hoàn toàn vấn đề. Nhìn người khác thấy người ta thu thì không, người ta hoàn toàn. Người có thể
tính công nhận cũng rõ ràng cái mình nhìn người ta đấy à người ta hơn thiệt sự chắc là vì mình thầy cô suy nghĩ lùn hơn tôi ốm hơn tôi nhiều tiền hơn tôi mà thầy nhìn người ta thấy người ta không nghĩ đâu mình hơn người ta không có gì giờ người ta nghĩ đâu ở tuổi hơn người ta cái chuyện này người có hệ không có gì giờ tới đâu tôi giải tắt hơn cái gì người có hệ không cứ chỉ nghe pháp hay tôi giải tắt ok thế mà đó thầy có hệ là bởi vì thầy bị chuyện đấy ta có tự giải cái gì cái lý thuyết thôi cho nên là mình nói trước chứ nói thế nào nó sẽ oai cả còn làm chuyện thứ năm đúng không ai biết đâu mà cũng biết đâu à rồi mày cái bài tiếp của mày là sao biết là đang vô mình không phải là không cần tôi nhìn tôi biết này đợi cái gì trong gì cũng nói vậy là 84,000 người đều vô mình hết Thank you.